Vô cái cốt của mình. Vô cốt này. Chút cốt có dê rồi vô hết. Trời dầu kìa. Cái lốc này mới sơn luôn. Chịu ngoài cái cây ngoài á. Cái lốc này cũ mình sơn lại. Lốc thì lốc cũ. Mình mài cốt xuống phút một. Mình thay gen khác, ba dê khác. Dầu hả? Nặng nó lúc đỏ, kéo lúc đỏ lên như vậy. Cặn không? Kéo lúc này hả? Ờ, kéo lúc lên. Này của gác thì còn đầu rửa cho nó sạch cho các bạn. Rửa dầu lại. Vì chất lượng quá ha. Tắt máy đi. Bỏ ống dầu vô đồng lên, nó lặt lại vô chết rồi. Lặt lại hai. Cái này là cái bọng ở dưới các bạn. Lật nó ngược lại mới được. Lật mấy đâu mà nó tạp không? Đây là trước tạp. Đằng trước hả? Ừ, không như dưa lát nó dài, nó chặt dữ. Dưa nó dài mà, dưa đôn này trên bắt. Sáu ba bảy rồi bạn, tầm nó là tắt 37.
để sâu bây giờ ráp vô lại. Lặt lại cái này là cái bọng ở dưới đó. Cái lốc mới sơn nữa mà nó là sơn màu đỏ luôn đó. Giờ lật cái bọng này xuống lại, đang lật một xuống đó. Đùa dây lên. Cái lốc này còn đẹp, nó đâu để đổi gỗ không nghe Hải? Cái lốc mấy cho bà bảy này còn đẹp luôn các bạn. Cái này là máy đời 11 nha các bạn. Nó đời 11 và nó đời cao đó. Lên
cái này làm với hành tàu, bởi vì hành đốt đèn nó hơi chối ánh đèn chứ không bằng. Cái máy này là công suất 200 mấy dòng mã lực. Ê, chịu lại. Mèo quá Hải ơi, mai mèo quá. Rồi. Chưa ăn cơ mà. Không, miếng dài này chút anh dài không? Miếng dài lót hả?